trưởng môn kiêm tốn chút, 358. Chỉ điểm hiệu quả lần này lại là phù, phù, phù. Trả lời ta đi. Có thể thắng. Có thể thắng, nó là cửu cảnh bán bộ, ý là ngươi có lòng tin như vậy là tốt lắm, ha ha ha, nhận lấy. Người bạn này của ta sống lâu hơn ta, nó còn có thể dùng một lần, ngươi treo nó ở đây thì nó có thể chống lại sự tấn công một lần nữa của hỗn độn chi hải. Kiếm bản mệnh của Lạc tiền bối, cho dù nứt thành thế này, vẫn có kiếm ý mạnh mẽ. Lão Phu, vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, bây giờ ta đi đây. Cung tiễn tiền bối. Thiên huyền giới, Thanh Châu, núi Đan Thanh ở Mạc Môn. Đây là Mạc Môn mà Tiểu Dương Thụ luôn nhắc đến sao. Có người xông vào. Không đúng, là vị tiền bối chém một kiếm chấn động đó, không phải là kẻ địch. Tiền bối, mời vào. Tiểu Dương Thụ, ngươi đang ở đâu? Ông không còn nhiều thời gian nữa. Kỳ lạ quá. SPX, thu hồi thần thức. Mạc Môn nhỏ nhoi lại tập hợp được nhiều nhân tài như này. Tương lai nhất định sáng lạn. Nhanh hơn nữa, mình phải chạy nhanh hơn nữa, nếu không sẽ không kịp. Đúng rồi, mình có thể ngự kiếm. Tiểu tử thối, ngươi muốn đi đâu? Giọng nói này là ông ơi, đừng khóc hu hu với lão phu nữa, phiền lắm. Ông ơi, xin lỗi, con chịu không được. Ông chỉ còn lại một kiếm cuối cùng, chỉ cần rút kiếm thì sẽ. Tiểu tử thối này, qua đây. Ông ơi, mặt của ông sao? Quỳ xuống. Ông sắp đánh vào đầu của mình rồi, chỉ cần ông còn ở đây thì ông đánh bao nhiêu lần, đau như thế nào cũng có thể. Trước đây là ta quá nghiêm khắc với con rồi, Tiểu Dương Thụ à. Sau này thanh kiếm này của con sẽ rất nặng, ông giúp con một lần. Ông ơi! Tiểu tử con, giày là dùng để đi, không cần bảo quản kỹ như này. Sạch sẽ không nhiễm bụi, không biết còn tưởng đó là bảo bối gì. Con đương nhiên phải bảo quản lý, đây là đôi giày duy nhất mà ông tặng cho con. Ông ơi! Cung tiễn Lạc Thần kiếm người đã mở ra con đường cửu cảnh cho hậu nhân. Cung tiễn kiếm sư của tất cả kiếm tu ở Thanh Châu, cung tiễn Lạc tiền bối. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.